Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý ông tuổi Đinh Tỵ. Chúc các quý ông có một năm bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý ông đón xem Tử Vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm 2023 năm mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn tử vi từng tháng trong năm 2023 mời các quý ông cùng theo dõi. tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng. Tử vi tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng, trong năm 2023, có vận trình tương đối khó khăn. Năm 2023 bạn tròn 47 tuổi, đây là một năm mà nam đinh tỵ rất vất vả, lên voi xuống chó do ảnh hưởng của hung tinh. Các mối quan hệ, kết giao, sức khỏe cần được chú ý, cần tăng cường phòng ngừa, chủ động để tránh ảnh hưởng của các sao hung tinh cách giác, địa tang, dĩ cập, thiên khốc nhưng sự nghiệp và tài chính lại có sự trợ giúp của các tinh thiên đức, đinh tỵ có thể an tâm phần nào về vận trình công việc cũng như tài lộc và thu nhập của mình trong năm này. Bước sang năm quý mão 2023, tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng là 47 tuổi âm lịch và 46 tuổi dương lịch. Xét về thiên can và địa chi. Tuổi đinh tỵ nam mạng, thuộc mệnh thổ gặp năm 2023, mệnh kim bạch kim, thổ sinh cho kim, rất tốt. Thiên can, đinh gặp năm quý, tương khắc, xấu. Địa chi, tỵ gặp năm mão, bình hòa. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023, tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng bị sao thổ tú chiếu mệnh. Đề phòng bị tiểu nhân dèm pha, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ, gặp khó khăn trốn, quan trường. Với người có sao thổ tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Kỵ nhất là vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn, hạn ngũ mộ, là hạn mất của, hao tài, bất an. Tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay và gió, đề phòng hao tài mất của. Tử vi tuổi đinh tỵ nam mạng năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, không phạm tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, phạm hoang ốc ngũ thọ tử không nên xây nhà trong năm này. Tuổi kim lâu năm 2023, không phạm kim lâu. Thái tuế năm 2023, không phạm hạn thái tuế vận trình cắt hung của tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng, trong năm quý mão 2023. Hung tinh Tuy năm nay không dính hạn thái tuế nhưng bạn bị hung tinh cách giác, địa tang dĩ cập thiên khốc quấy nhiễu. Cát tinh Bạn có cát tinh thiên đức hỗ trợ, dù vận trình tổng thể khá tệ nhưng nhờ cát tinh này nên sự nghiệp và tiền bạc của nam nhân tuổi này cực kỳ ổn. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi đinh tỵ 1977, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Vận trình sự nghiệp của tuổi đinh tỵ 1977, Nam Mạng, nhờ có các tình thiên đức chiếu mệnh nên khá ổn định trong năm Quý Mão này. Mặc dù người tuổi này còn vướng vào tranh cãi với tiểu nhân trong năm quý mão, nhưng được sao may mắn thiên đức giúp đỡ nên hầu hết người tuổi này vẫn thể hiện được sự bình tĩnh và nhẫn nại của mình tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng, bước sang năm quý mão 2023, là 47 tuổi, đang ở cuối giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập. Từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng, ắt đây sẽ trải qua giai đoạn thịnh vượng nhất nhì trong sự nghiệp với nhiều quyền lực và địa vị, có chức quyền và tiền tài trong tay năm 2023 tương đối ổn định và suôn sẻ trong công việc. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong năm nay, công việc làm ăn của bạn khá thuận lợi, cơ hội làm ăn ngày càng lớn mạnh. Tử vi dự báo tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng, sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có vị trí tốt hơn ở tại cơ quan. Nếu như trong năm này, có thay đổi nơi công tác hay xin việc thì bản mệnh cũng nhận được vào chỗ đang thiếu người, rất tốt đặc biệt trong năm 2023 thầy ra các khuyên các quý ông tuổi đinh tỵ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu giúp hóa giải xung sát chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại khi những điều xấu không còn tốt đẹp sẽ đến với quý ông từ đó tài lộc kéo đến ẩm ẩm may mắn không gì bằng giúp cho quý ông có một năm bội thu đại cát đại lợi xét về phương diện tài lộc của tuổi đinh tỵ 1977 nam mạng trong năm quý mão 2023 từ vi tuổi đinh tị 1977, nam mạng trong năm 2023 về mặt tài lộc rất mạnh. Với sự trợ giúp của các cát tinh may mắn, ví tiền của bạn vẫn thu vào đều đều cho dù đang làm một hay nhiều công việc. Trong đó, phương diện tài chính khả quan nhất là do sự nghiệp thăng tiến, người làm công ăn lương, văn phòng, viên chức công việc gặp nhiều thuận lợi có cơ hội được tăng lương, thăng chức trong năm nay. Nguồn sống và kinh tế của bạn cũng được cải thiện rất nhiều. Các thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan đến đất đai, bất động sản, bản mệnh tha hồ hốt vàng hốt bạc. Về phần tài lộc, nam tuổi đinh tỵ cũng vượng hơn năm cũ, bạn có kinh nghiệm quản lý tài chính khá phong phú và điều kiện môi trường làm ăn rất tốt. Nếu bạn có thể tận dụng cơ hội làm ăn bằng tài ăn nói thì năm nay kiếm được rất nhiều tiền. Phương thức làm giàu chủ yếu của nam mệnh là thông qua công việc chính chứ việc phụ bên ngoài thì không nhiều. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Theo đó, bản mệnh có một năm tiêu tiền thoải mái, không phải đắn đo quá nhiều. Tuy nhiên, về mặt tài chính trong năm nay, bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi lại được, hơn nữa, trong năm có vận niên, thổ lộng nguyệt, thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm của tuổi đinh tỵ 1977, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023. Năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của người tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng được xem là một năm trước nghịch sau thuận. Trong năm bị ảnh hưởng bởi cách giác và thiên khốc là hung tinh, hầu hết những người tuổi Đinh Tỵ đều tương đối thờ ơ, ích kỷ, xấu tính và tàn nhẫn trong tình yêu. Bởi bạn nghĩ bạn sống vì người ta quá đủ rồi, đây là lúc bạn cần sống vì chính mình. Và vì nhân cách của bạn ngày càng xấu đi, những người xung quanh sẽ tránh xa bạn, kể cả những người thân yêu đã từng gắn bó với bạn trong quá khứ. Vì vậy, trong năm nay, vận tình cảm của người tuổi đinh tỵ có phần suy yếu, tình duyên nhiều gập gành, cuộc sống gia đình tương đối ẻo uột. Nam mệnh đã có gia đình nên cẩn thận giữ mình, hành xử có chừng mực để tránh vướng phải tình cảm ngoài luồng. Do không làm chủ được bản thân nên tuổi này rất dễ xa ngã khiến gia đình đổ vỡ. Về những tháng cuối năm gặp vận niên, thố lộng nguyệt tức là mèo chơi trăng điều này làm cho nam tuổi đinh tỵ nhìn nhận lại chuyện tình cảm của mình, giúp cho vận trình tình cảm của bạn như được thay đổi một làn gió mới, có được những phút giây vui vẻ, hạnh phúc, gia đình yên ấm, còn ngoan ngoãn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng, trong năm quý mão 2023. Vận trình sức khỏe của tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng, cũng không mấy khả quan bị ảnh hưởng bởi hung tinh vận trình sức khỏe của con giáp này giảm sút trong năm nay các vấn đề về thể chất của bạn thường xuyên xuất hiện không chỉ vậy nhiều quý ông tuổi này cũng sẽ gặp phải một số chấn thương do tai nạn hàng ngày vì vậy tử vi khuyến những người tuổi này nên cẩn thận hơn đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày chăm sóc bản thân cảnh giác với thế giới bên ngoài để tránh những tổn hại không đáng có ngoài ra áp lực về công việc tiền bạc cũng là yếu tố khiến tinh thần nam mệnh bất ổn hay lo lắng stress một khi tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến sức khỏe suy kiệt, sức đề kháng kém thì rất dễ mắc bệnh theo mùa hoặc bệnh cũ tái phát. Tuổi tỵ cần biết điều tiết cảm xúc, cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tâm bệnh không có cơ hội chuyển biến thành bệnh tật, rất có hại. Tử vi khuyên quý ông tuổi đinh tỵ nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Tuổi đinh tỵ 1977, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý ông đinh tỵ. Về phương diện sức khỏe, đánh giá. Đạt 3 sao. Ngày giờ xuất hành tốt cho tuổi đinh tỵ 1977, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023. Số của tuổi đinh tỵ Nam Mạng nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Nếu khởi hành vào thời điểm hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang về nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Đinh Tị, nam mạng. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương hướng xuất hành tốt cho tuổi đinh tỵ, nam mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi đinh tỵ, năm mạng. 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi đinh tỵ, nam mạng. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi đinh tỵ 1977. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ đinh tị 1977 phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi đinh tị 1977 năm mạng trong năm Quý Mão 2023 là tuổi Quý Dậu 1993 năm mạng. Điều này được lý giải như sau: tuổi đinh tỵ 1977, thuộc mệnh thổ, gặp tuổi quý dậu 1993, mệnh kim, tương sinh, rất tốt. Thiên can, đinh gặp năm quý, tương khắc. Địa chi, tỵ gặp năm dậu, tương sinh, tam hợp, rất tốt. Cung thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi đinh sửu 1985 để sông đất trong năm quý mão 2023 này tuổi đinh tỵ 1977 nam mạng cần đặc biệt chú ý tới hạn ngũ mộ và sao thổ tú chiếu mệnh mức độ ảnh hưởng của hạn ngũ mộ đối với tuổi đinh tỵ 1977 nam mạng nhắc đến hạn ngũ mộ người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu ngũ mộ hạn xấu tồn tài thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình như vậy, hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an. Hay nói cách khác hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát tiêu tán về tài sản tiền của. Nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch hàng hóa sẽ mua phải đồ kém chất lượng, không tốt hoặc khi thực hiện các giao dịch không có giấy tờ đảm bảo hóa đơn rõ ràng thì khó mà được bảo hành khi hỏng hoặc sẽ bị trộm cắp tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ ngủ nhờ cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian có tính trộm cắp gây thiệt hại về tài chính cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau thứ nhất bị kẻ gian lấy tiền của hàng hóa mua vào kém chất lượng hàng giả hàng nhái khiến cho tài chính suy giảm thậm chí thua lỗ tới trắng tay không một xu dính túi Thứ hai, khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật lao lý. Mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu, thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thứ ba, ngay cả khi chúng ta có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác cho vay, cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngủ mộ đối với tuổi đinh tỵ 1977, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng. Khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng. Nhớ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chỉ lẫn trải, tai bay vạ gió, rắc rối trồng chất. Thứ hai, về tài sản tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền vàng thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc. Để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng chấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng, trong năm 2023, bị sao thổ tú chiếu mạng sao thổ tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu liên quan đến quan trường dễ bị tiểu nhân quấy phá đi lại kém may mắn. hạn sao thổ tú còn được gọi là ách tinh có tai họa không an yên hay ngủ mê để phòng tiểu nhân hãm hại và không nên đi làm ăn xa. nhìn chung sao thổ tú chiếu mệnh mang điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. nếu là người chăn nuôi thì không nên tính chuyện mở rộng quy mô cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm rồi tính tiếp tuy nhiên sau này thì không đáng lo ngại lắm trong lòng hay mang nỗi buồn man mác tâm lý không vững vàng hay hoài nghi không hăng hái trong công việc làm ăn song cũng không gặp tai họa gì lớn nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành ốm lâu khó khỏi da trạch bất an hay chiêm bao mộng mị không nên nuôi con vật gì từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao Sao Thổ Tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thổ Tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao Thổ Tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất hướng về chính tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cắt tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng. Việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng nhưng nếu bạn giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Vận trình từng tháng của tuổi đinh tỵ 1977, năm Mạng, trong năm 2023. Tử vi tuổi đinh tỵ 1977, năm Mạng năm 2023, theo từng tháng âm lịch, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, Nam Mạng. Khi bước sang tháng 1 âm lịch năm 2023, chịu ảnh hưởng của Tết nên tuổi Đinh Tỵ tháng này tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Tuổi Đinh Tỵ được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc cuộc sống tương đối thoải mái. Tuy nhiên, đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn vận trình tháng 2 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng. Trong tháng này bạn có tài lộc và sự nghiệp ở mức trung bình. Mặc dù hầu hết tình trạng công việc của bạn vẫn ổn định, nhưng những bạn đang xin việc thì không có nhiều cơ hội việc làm trong tháng này. Về cơ bản là trong tình trạng đứng ngồi không yên, vì vậy người đinh tỵ phải nỗ lực hơn mới có cơ hội nâng cao tài lộc. Trong tháng này, bản mệnh nếu có ai đó vay mượn tiền bạc, hay cho người lạ ngủ nhờ, vào nhà, thì nên tìm cách từ chối khéo léo, cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Về phần sức khỏe, tháng này bạn dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh thiên khốc cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng vận trình tình cảm của tuổi đinh tỵ 1977 cực kỳ kém trong tháng 3. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh, lại là tháng sung của tuổi bổn mạng cho nên, đối với tuổi đinh tỵ cẩn thận có kẻ thứ ba xen vào tình yêu của bạn. Những cặp đã kết hôn có thể sẽ xảy ra một số xáo trộn trong tháng này. Tuy nhiên, bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ để vượt qua thời gian khủng hoảng này, một khi bạn biết đặt mình vào vị trí của người ấy và ngưng cằn nhằn, thì tình cảm mới ổn định được. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự xa sút trong vận may của bạn. Bước sang tháng tư âm lịch 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, nam mạng trong tháng này với nam tuổi đinh tỵ cũng dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực khiến bản thân xa sút do năng lượng tiêu cực gây ra. Không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của các sao hung tinh, một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân khiến bạn lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm nếu không can thiệp thì có thể sẽ phát sinh chuyện thị phi. Vì vậy, khuyên những người tuổi tỵ trong tháng này nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, gặp chuyện rắc rối thì nên tâm sự với mọi người xung quanh, đừng đặt nặng vấn đề quá kẻo nhiều áp lực cho bản thân. Tháng 5 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, năm mạng. Về phương diện công việc làm ăn, công việc đã đi vào ổn định. Nên tập trung vào công việc nhiều hơn, để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Về tiền bạc, tháng này kinh tế có dấu hiệu phát triển, kinh doanh, buôn bán thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít, tài lộc tương đối tốt. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống, dễ mắc bệnh cũ tái phát, chú ý, là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, năm mạng. Năm 2023, tình cảm của những người tuổi đinh tị trong tháng 6 rất xấu, bị sao hung tinh chiếu mệnh nên người tuổi đinh tị sẽ gặp họa vào tháng này. Có những kẻ xấu khiến những bạn đang tham gia vào ngành kinh doanh có thể gặp nạn trong tháng này. Những trận đòn tâm lý và những lời thoá mà ác ý từ đồng nghiệp đã khiến cả công việc và các mối quan hệ xã hội của bạn đều xa sút lời khuyên cho tuổi đinh tỵ trong tháng này cần chú ý, không nên cho vay mượn về tiền bạc cũng không nên đầu tư một khoản tiền lớn vào một dự án nào đó mà mình chưa chắc chắn, tránh tự gây ra họa và những phiền phức không đáng có cho bản thân. Tháng 7 âm lịch 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, năm mạng. Sao thiên khốc khiến bạn có tính khí thất thường trong tháng 7 đặc biệt là khi nói chuyện với nửa kia hoặc thành viên trong gia đình đinh tị nóng nảy thường xuyên cãi vã hoặc xung đột với các thành viên trong gia đình dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt dẫn đến không khí gia đình căng thẳng vì vậy trong tháng này người tuổi đinh tị nên học cách kiềm chế tính khí và cảm xúc của mình không nên thường xuyên chút năng lượng tiêu cực vào người thân điều này rất bất lợi cho tài vận và tình cảm của gia đình bạn Tháng này công việc gặp nhiều trục trặc, tiểu nhân quý phá, tài lộc bấp bênh, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách hành xử của mình với mọi người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên, để tránh gây thêm phiền phức cho mình. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, Nam Mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, người tuổi đinh tỵ lại có được vận trình tương đối tốt, tháng trước đen đuổi bao nhiêu thì tháng này lại sáng bấy nhiêu, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng tuổi đinh tỵ có cơ hội để tài lộc tăng mạnh, Do tình hình thị trường tương đối tốt, đặc biệt là sự bùng nổ của thị trường chứng khoán có thể mang lại lợi nhuận cho nhiều bạn đang đầu tư tài chính. Đinh Tị là một trong số hàng nghìn nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất của tháng. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, thì việc kinh doanh buôn bán cũng được thông thuận, hàng hóa tấp nập, buôn may bán đắt, điều này giúp cho những người kinh doanh có cơ hội hốt vàng hốt bạc trong tháng người làm công an lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp nể trọng, có được cơ hội tiếp cận với những dự án mới, mang lại cho bạn nhiều tiềm năng về tài chính trong tương lai. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, Nam mạng. Tháng 9 là tháng mang tin vui về cho tuổi đinh tỵ, bạn không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sao xấu trong cuộc nên về cơ bản bạn có thể duy trì bản thân trong tâm thế tương đối ổn định nam tuổi đinh tỵ có những ngày nhàn nhã hơn bao giờ hết trong tháng này nhé các bạn. Không cần lo lắng về cuộc sống, không cần phải lo lắng về gia đình, và cũng có rất nhiều thời gian dành để làm những gì bạn muốn. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, năm mạng. Các mối quan hệ xã hội của bạn có được sự phát triển. Tháng này sẽ là một tháng may mắn đối với tuổi Đinh Tỵ, bạn cũng cần phải biết nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình, điều này thực sự rất hữu ích cho mạng lưới và công việc sự nghiệp của bạn. Tháng này, về công việc của hầu hết các bạn nam tuổi này đều tiến triển tương đối thuận lợi, sự nghiệp của bạn về cơ bản vẫn duy trì được trạng thái tiến triển ổn định. Về gia đình cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tài lộc trung bình, nếu như biết nắm bắt thời cơ vẫn thu về tài lộc. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2023 đối với tuổi Đinh Tỵ 1977 năm mạng. Tháng này có nhiều ảnh hưởng tích cực từ các tinh. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi lạc quan. Do có mối quan hệ làm ăn ngon ở thời điểm gần cuối năm nên một số bạn làm ăn buôn bán sẽ rất hành thông trong tháng này, tài lộc tăng lên nhanh chóng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thì tháng này sẽ là tháng thu hoạch tài sản của bạn và bạn cũng sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn chung, với người tuổi đinh tỵ trong tháng này, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp bạn cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính và cổ phiếu. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2023, đối với tuổi đinh tỵ 1977, năm mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán nên tháng này người tuổi đinh tỵ chắc chắn sẽ bận rộn hơn những tháng trước, bạn cần giải quyết nhiều công việc, sự nghiệp, cuộc sống. Nhưng chính vì công việc nhiều mà túi tiền của bạn cũng không ngừng tăng lên, điều này cũng tạo ra cho bạn không ít niềm vui và động lực để cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên, dù cuộc sống có bận rộn tới đâu đi chăng nữa, đối với người tuổi Đinh Tỵ cũng nên có kế hoạch sắp xếp thời gian giữa làm việc và nghỉ ngơi cho hợp lý, sức khỏe là vốn quý, đây là một điều cần thiết để tránh các áp lực quá sức và kiệt sức trong tháng này, dễ bị ốm bệnh. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Đinh Tỵ, nam mạng, những người sinh năm 1977 hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình chúc các bạn bình an may mắn hạnh phúc và thành công xin chào và hẹn gặp lại